Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mẹ Bảo Hân. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta có thể tỉa hoa chạm khắc ở trên quả bưởi. Thì ở trên quả bưởi có rất nhiều những bạn hỏi mình là cái cách làm thế nào để tỉa hoa trên quả bưởi. Thì mình cũng xin lưu ý là gì, khi mà tỉa hoa trên quả bưởi thì các bạn bắt buộc các bạn phải có dao thật sự sắc. Và cái con dao để đi được trên quả bưởi ít nhất là các bạn phải đi những cái dòng dao vút 2 lưỡi hoặc 3 lưỡi. Như vậy thì các bạn mới có thể đi được. Và ngày hôm nay thì mình đang đi trên tay là con dao vút 2 lưỡi. Bởi vì cái khi mà thời điểm mà mình quay cái video này ấy, thì là mình chưa tìm ra được cái sản phẩm dao ba lưỡi để bán cho mọi người. Vậy cho nên là mình vẫn đang đi cái con dao hai lưỡi để chia sẻ với mọi người thôi. Sau cái video này thì mình đã tìm ra được cái con dao ba lưỡi và mình hiện đang cung cấp cho thị trường cho các bạn cái con dao ba lưỡi. Thì cái con dao hai lưỡi thì nó có một cái đặc điểm là nó hơi đắt tiền hơn, bởi vì nó là dòng dao Thái Lan, nó có trên một giá khoảng trên 1 triệu một con cơ. Thế cho nên là mình đã tìm hết sức luôn, mình tìm ra được cái dòng dao ba lưỡi của Trung Quốc. Thì nó khá là tương tự giống như con này và nó được 3 lưỡi kèm theo một cái đá mài dao nữa. Nó có giá bằng 1/3 so với giá tiền mà các bạn sẽ mua dao vút Thái Lan. Vậy cho nên là khi các bạn mua cái sản phẩm ở bên mình ấy, thì các bạn vui lòng để lại thông tin qua cái Zalo số 0977659472 để chúng ta có thể là mua được sản phẩm nhé. Với cái dao vút 3 lưỡi thì các bạn sẽ dễ dàng để thực hiện ở trên cái nguyên liệu cái loại cứng. Cái bưởi này nó có một cái đặc điểm như thế này, nó không chỉ là cứng mà nó lại còn dai nhá. Chia sẻ với các bạn, nó vừa cứng vừa dai và vừa nó nhây nữa. Thế cho nên là cái mà các bạn cần đó là dao nó phải mỏng, cùng với đó là dao của các bạn nó phải sắc nét thì các bạn mới có thể tỉa được. Chứ còn nếu như mà dao của mình mà cứng này, dày này, giống như cái con dao 130.000 150.000 bên mình đang có là con dao cán gỗ ấy. Thì con đấy thì mình rất khuyến khích các bạn mua. Thế nhưng mà khi mua về mà làm những cái mẫu này thì nó lại không phù hợp nha các bạn nhé. Các bạn muốn làm trên cái nguyên liệu của bưởi thì các bạn phải dùng ở trên cái dao ba lưỡi là ok nhất, ok nhất để các bạn có thể là thực hiện được. Ở đây thì thực ra khi mà mình chia sẻ về các cái mẫu ấy thì mình cũng phải xin thẳng thắn chia sẻ là mình sẽ không đi chi tiết cho các bạn giống như ở trên bài dạy. Trên bài dạy thì nó có sẵn một loạt các video dạy cho các bạn một cách chi tiết để các bạn có thể là đi đúng, không bị sai từng chi tiết một. Thế còn trên các cái mẫu thì hầu như là chúng ta sẽ phải biết rồi, sau đó là chúng ta sẽ vào chúng ta xem mẫu thôi các bạn nhá. Vậy cho nên những bạn nào mà học thì có thể đi ra từ chỗ này được rồi ạ. Các bạn đừng có, nếu như mình chưa biết chạm khắc là gì, chưa biết gì cả thì các bạn đừng xem những cái mẫu như này, mình chia sẻ thẳng thắn luôn. Hoặc ví dụ như các bạn xem để vui thôi thì các bạn có thể xem. Chứ nhiều bạn vào cứ đòi hỏi là trong những các cái buổi live, mình live trực tiếp rồi mình dạy trực tiếp thì rất chi tiết thì các bạn không xem. Xong các bạn cứ xem những cái video dạng như thế này, rồi các bạn vào các bạn trách móc mình là dạy không chi tiết. Thì phải thành thật xin lỗi là những cái video như thế này là dành cho các bạn xem vui và cũng là để giới thiệu sản phẩm. Cùng với đó là cái video này là để làm mẫu cho những bạn học viên đã biết, bắt đầu biết tỉa rồi. Thì các bạn sẽ nhìn vào đây, các bạn sẽ hiểu cái mẫu của nó, cái quy định đi của nó như thế nào, làm sao mà đi được vào các cánh như thế kia, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ học được. Thế còn thì những bạn mà mới bắt đầu tập tẻ học thôi, chưa biết chạm khắc là cái gì, chưa biết là cách đi chữ C, chữ A, chữ B, lưỡi cờ như thế nào, thì các bạn vui lòng ra cái mục danh sách mà mình ghi rất rõ, mình ghi rất chi tiết từng cái bước một cho các bạn rồi. Và chúng ta phải đi từ đó. Và đặc biệt là rất rất nhiều bạn khi xem các cái mẫu này thì hỏi những cái câu hỏi rất vô tri, rất ngây thơ. Đấy là có dạy tỉa hoa trên dưa hấu không? Có dạy tỉa hoa trên cái này hay trên cái kia không? Thì mình xin phép là Mẹ Bảo Hân không dạy như thế các bạn nhé. Có thể các bạn đi học ở chỗ khác nó sẽ có như thế, còn riêng với Mẹ Bảo Hân thì không có như thế. Mà mình sẽ dạy từ cái gốc cho các bạn để các bạn có thể tỉa được thật sự. Chứ mình không dạy theo cái kiểu là nhất là chỉ học được duy nhất ở trên dưa hấu, hoặc nhất chỉ học ở trên duy nhất ở trên cà rốt. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái quan trọng là các bạn học được cái kỹ thuật, chứ không phải là cái việc là các bạn học ở trên cái nguyên liệu gì. Nguyên liệu thì thực ra khi mà người ta đã biết tỉa rồi thì chỉ cần có khối thôi là các bạn sẽ tỉa được, chứ đừng có phụ thuộc là mình phải thế này hay phải thế kia, phải đúng là dưa hấu thì mới tỉa được. Có bạn này nhất là em chỉ học mỗi dưa hấu thôi vì em chỉ dùng có mỗi trang trí dưa hấu. Thế nhưng mà tại sao thay vì học mỗi như thế thì bạn không đi từ cái gốc? Nó giống như cái việc là các bạn nhất học thuộc một cái bài văn ấy, xong các bạn copy lại, các bạn dán lại thì nó là đơn giản, đúng không ạ? Nhưng nếu các bạn học để mà ra được một cái bài văn, viết ra được một cái đoạn văn hay thì các bạn phải học từ chữ, đúng không ạ? Đầu tiên là các bạn phải học cách viết đã, rồi các bạn sẽ phải học trau chuốt câu từ, các bạn sẽ học từ vựng, rồi các bạn dần dần các bạn mới viết được bài văn đó. Thì với cái nghệ thuật này nó cũng y như thế thôi nha các bạn nhé. Với mình ấy thì mình luôn muốn dạy các bạn ở cái điều là gì, từ ngay từ đầu các bạn biết cầm dao, biết chơi dao, biết nghịch dao, biết sử dụng cái con dao đó đã, rồi sau đó thì các bạn sẽ đi vào cái hình khối, xem là cái cách tại làm sao mình lại ra được cái cánh như thế này, tại sao lại ra được cái cánh như thế kia đó. Như vậy thì các bạn mới có thể là nhìn vào bất kể mình khối nào, các bạn đã hình dung ra cái bông hoa nó ra làm sao để các bạn có thể tỉa nó ra được rồi. Đấy, thì đấy mới thật sự là cái mà mình mong muốn, mình muốn chia sẻ đến với các bạn. Và mình cũng lưu ý là ở lớp trực tiếp
hay là ở lớp online, ở lớp có phí hay ở lớp miễn phí, mình dạy như nhau nha các bạn nha. Đương nhiên các bạn học ở lớp có phí và các bạn được đào tạo 1:1 thì các bạn sẽ nhanh tay hơn này, rồi mình sẽ sửa được trực tiếp cho các bạn này, rồi thì sẽ có những cái gọi là chi tiết hơn. Thế và nó sẽ được thẳng thắn khi mà các bạn học đến đâu các bạn hỏi đấy. Thì cái lớp đó thì các bạn sẽ học là có phí, nhưng có phí của mình cũng chỉ 1:1 thôi, mình không dạy đến người thứ hai trên một buổi. Quan điểm của mình rất rõ ràng, mình không dạy đến người thứ hai. Thế còn khi mà mình đi dạy đại trà thì nó lại khác. Mình đi dạy đại trà theo có nghĩa là cả một cái nhà hàng người ta thuê mình đi dạy, thì có khoảng tầm 5-10 nhân viên cùng học chẳng hạn. Thì học những cái mẫu đấy nó lại khác nha các bạn nhé. Học để mà làm nhà hàng, học để làm tiệc cỗ, học để mà làm những cái mẫu mà ai cũng có thể làm được ấy, thì có khoảng tầm 5-7 bạn nhân viên ngồi học trong một buổi thì nó lại khác, nó lại học những mẫu khác, không thể học những cái mẫu chuyên sâu chuyên xuyên vào như thế này để mà có thể là làm được đâu. Vậy cho nên là chúng ta phải phân biệt rõ hai cái điều đấy với nhau đấy. Thế còn khi mà bạn không có điều kiện kinh tế hoặc là bạn chỉ có thể học ở xa thì bạn hãy cứ học online đi. Học online là gì? Các bạn sẽ vào cái trang của mình, sau đó là các bạn sẽ xem tất cả những cái video mình dạy rất là chi tiết. Nó có hai cái danh mục luôn. Mỗi một cái danh mục đấy thì nó có khoảng tầm 15-20 bài dạy rất chi tiết của mình ở trên đó. Các bạn lần lượt các bạn học, học đến đâu thì chúng ta sẽ thực hành đến đó, và sau đó thì chúng ta sẽ gửi cái bài đó qua Zalo cho mình. Và mình sẵn sàng sửa bài cho các bạn như với tất cả các bạn học sinh viên đang có phí. Và mình cũng xin lưu ý lại một số bạn vẫn còn đang có một cái thắc mắc là có phải mua dụng cụ cắt tỉa thì mới được học hay không. Dạ không ạ, các bạn không mua dụng cụ cắt tỉa, các bạn vẫn học bình thường, bởi vì đấy là những video mà mình hoàn toàn miễn phí, mình công khai trên mạng xã hội rồi nha các bạn nha, mình không giấu cái gì cả. Vậy như đây, nếu bạn thích thì bạn cứ nhắn cho nhân viên bên mình là tôi muốn học cái lớp đó, tôi muốn học cái lớp miễn phí đó và tôi muốn những cái video đó, vậy thì nhân viên bên mình sẽ gửi cho bạn thôi chứ không có gì cả. Sau đó thì bạn thực hành và bạn gửi bài bình thường cho mình qua cái Zalo số 0977 659 472. Thế còn khi các bạn vào học, các bạn có dụng cụ rồi thì các bạn muốn mua làm gì nữa, đúng không ạ? Còn nếu như các bạn chưa có dụng cụ mà các bạn mong muốn mua dụng cụ bên mình thì mua. Còn nếu các bạn thấy là bên chỗ khác nó rẻ hơn, nó hợp lý hơn, nó gần mình hơn thì các bạn có thể mua chỗ khác. Ví dụ có thể là vẫn cái dụng cụ đấy, thế nhưng mà bạn thấy ngay ngõ nhà mình người ta bán rồi, đúng không? Thì tại sao lại phải đi mua của mẹ bỏ hay làm gì, xong rồi đi ship về làm cái gì, đúng không? Không vấn đề gì cả. Thế cho nên là hoặc là có bạn thì mình có điều kiện thì mình mua đủ combo, còn nếu mà mình không có điều kiện thì mình mua ít hơn một chút cũng không vấn đề gì. Thế cho nên là mình không nặng lề cái việc là các bạn có mua dụng cụ hay không thì mới vào lớp học của mình, hoặc là có mua dụng cụ hay không thì mình mới sửa bài. Bởi vì cũng phải chia sẻ thẳng thắn mọi người là một ngày mình sửa khoảng tầm ít thì cũng phải vài chục người, và nhiều có thời điểm mình sửa đến hàng trăm người trong một ngày. Như vậy thì mình làm sao mà mình có thể là ngồi mình bảo là xem bạn này bạn ấy có mua dụng cụ nhà mình không này, rồi thì xem là bạn ấy có đã từng học mình chưa, có phí hay chưa. Thật sự là không có thời gian để xem cái việc đó. Mình chỉ xem ảnh sản phẩm của các bạn, sau đó sửa cho các bạn ngay tức thì. Mình tranh thủ sửa cho các bạn mọi lúc mọi nơi, từ khi mình có thể là mình đứng đón con mình cũng sẽ sửa bài cho các bạn. Có thể là mình đang đứng đợi một cái việc gì đó, mình cũng sẽ bỏ máy ra và mình sửa cho các bạn thôi. Chứ còn mình không phải là mình chừa bạn này ra để bạn này lại. Đó. Thế cho nên là khi mà các bạn học thì các bạn cứ nhiệt tình học đi. Và rất rất nhiều người không hề mua dụng cụ cắt tỉa nhà mình, cũng không hề là học mình, chỉ là học qua online thôi. Bởi vì học qua online thì các bạn học cái như thế nào thì các bạn gửi ảnh là mình biết ngay mà. Đó, thì các bạn đi chăm chỉ, các bạn gửi bài cho mình thì mình vẫn sửa bình thường nhá, không có vấn đề gì đâu. Hoặc là những bạn mà mình làm ở nhà hàng thì cố các bạn cần những cái decor gấp, hoặc là mình đang cần cái tư vấn decor mình không hiểu, mình không biết thì cứ nhắn cho mình, thế thì mình biết, mình sẵn sàng chia sẻ. Hoặc là những các cô đi thi giáo viên dạy giỏi hay là thi nữ công, thi nấu ăn đấy, mà cần những cái decor mà bảo là bây giờ mình không biết thì mình đưa cái chủ đề, thế là nhờ mẹ Bảo Hân thì nhờ Hân sẽ tư vấn cho bạn, thì mình sẵn sàng chia sẻ hoàn toàn miễn phí, không vấn đề gì cả nhé bạn nhé. Còn khi các bạn mua các sản phẩm dụng cụ combo các tỉ bên mình thì các bạn lưu ý giúp cho mình là các bạn, một là đặt đơn qua Zalo 0977 659 472, thì nhân viên bên mình sẽ chốt đơn cho các bạn ở bên đó và sẽ gửi cái ảnh sản phẩm cho bạn nhé. Cái thứ hai là các bạn sẽ chốt đơn ở trên cái trang tỉa hoa nghệ thuật ở trên Facebook ấy, thì các bạn sẽ chốt ở trên đó thì qua tin nhắn, sau khi chốt đơn xong thì các bạn sẽ gửi, sẽ nhận được hóa đơn. Và chắc chắn là cái hóa đơn đó bạn nhận, bạn kiểm tra rồi, xong rồi thì lúc đấy bên mình mới bắt đầu chuyển cái đơn hàng đi cho bạn. Chứ còn bên mình không có những các cái mua bán ở trên các cái không thông tin khác. Hoặc nếu không thì các bạn vào trực tiếp trang web mẹbảohân.com để các bạn đặt hàng ở trên đó, thì các bạn sẽ nhận được đúng sản phẩm của nhà mẹ Bảo Hân nhá. Và khi bạn nhận xong, bạn có mong muốn học lớp học thì bạn cũng nhắn ngay cho nhân viên để nhân viên sẽ tư vấn cho bạn và gửi cho bạn tất cả những cái video mà mình đã dạy. Và các bạn hãy liên kết lại với mình qua chính cái Zalo số 0977 659 472 để mình có thể gặp lại được các bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.